Mất mát, tiếc thương là cảm xúc chung của người hâm mộ và các anh chị em nghệ sĩ về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ. Con đường Sư Vận Hạnh bỗng trở nên đông đúc, chật chội vì sự có mặt từ rất sớm của đông đảo người dân đến để tiễn biệt cố nghệ sĩ Anh Vũ. Vậy đã ra đây chị đi hồi lúc 9 giờ tới giờ hồi trong này giờ anh Vũ ra đi là thấy cũng buồn, trong này chị cũng người ái mộ anh Vũ, định là vô thắp nghe cho anh Vũ nghe nha. Trong là anh Vũ là người có đạo đức, nói chung là hiền, anh em nghệ sĩ trong là ai cũng được hiền. Những người hâm mộ có mặt từ sáng sớm, mang theo nước và thức ăn để tận mắt tiễn đưa thi hài của nghệ sĩ Anh Vũ. Thậm chí có những người dân đã đến từ nhiều địa điểm xa xôi như Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Với những ai đã từng theo dõi các tiểu phẩm hài của nghệ sĩ Anh Vũ, chắc hẳn sẽ rất tiếc thương một người nghệ sĩ tâm huyết, gần gũi, luôn biểu diễn bằng cả trái tim để mang lại nụ cười cho khán giả. Cũng bởi lẽ đó, mặc dù thời tiết nắng nóng và thời gian kéo dài, thế nhưng khi được hỏi lý do đến đây, hầu hết đều đến vì lòng ái mộ và đau xót trước sự ra đi đột ngột của một nghệ sĩ. Hãy đi mua bánh mì với nước theo nè, chưa ăn chưa? Đến từ lúc mấy giờ cô? Rồi. Thế bây giờ đến chiều thì có ở lại không? Chắc đợi quá à. Chắc đợi anh Vũ tới chiều quá mới vô được. Lễ tang của anh được tổ chức đơn giản theo nghi thức Phật giáo. Rất nhiều khán giả, có những người đã từng gặp qua, cũng có những người chỉ biết anh qua màn ảnh nhỏ, đã không thể nén được cảm xúc. Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ ngày nam nghệ sĩ mất, nhiều người vẫn chưa thể tin nổi sự ra đi của một người bạn, một người đồng nghiệp tâm huyết với nghề, được khán giả kính trọng và yêu mến.
Sự mất mát lớn của giới nghệ thuật khi mất đi một nghệ sĩ, những anh chị em mất đi một đồng nghiệp và người hâm mộ mất đi một thần tượng. Anh ra đi mãi mãi, những hình ảnh và dấu ấn, khoảnh khắc nhiệt huyết trên sân khấu của anh sẽ còn được lưu mãi trong lòng người hâm mộ. Được biết, chùa Ấn Quang là nơi nghệ sĩ Anh Vũ quy y với pháp danh Pháp Thiện. Linh cữu anh sẽ được quàng tại đây trong 3 ngày. Bạn bè, người hâm mộ và đồng nghiệp có thể đến viếng từ 16 giờ chiều ngày 9 tháng 4. Lễ động quang sẽ diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 4, tức là ngày 8 tháng 3 âm lịch. Sau đó, linh cữu nghệ sĩ Anh Vũ sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, tang lễ nam nghệ sĩ không hạn chế việc người hâm mộ đến thắp hương và đưa tiễn.